2019, Wilfried Zaha tỏ rõ quyết tâm rời Crystal Palace và là mục tiêu theo đuổi số 1 của Arsenal. Tuy nhiên, do được chủ sân Selhurst Park hét giá quá cao, Arsenal đành bỏ cuộc và chuyển sang chiêu mộ Nicolas Pepe. Sau một năm, Arsenal được cho là đã từ bỏ ý định chiêu mộ Zaha. Trong bối cảnh đó, Man United và Chelsea nổi lên như hai đội bóng có được sự phục vụ của cầu thủ chơi gánh người bờ biển Nga. Theo The Sun, Palace sẵn sàng để ngôi sao của mình ra đi nếu nhận được 30 triệu bảng, thay vì đòi 70 triệu bảng như trước kia. Nhiều khả năng, sau khi nhận được tín hiệu tích cực này, các đội bóng như Man United hay Chelsea sẽ nhảy vào cuộc. Mùa giải vừa qua, thành tích của Zaha không thực sự ấn tượng. Anh chỉ ghi được 4 bàn thắng và có được 5 kiến tạo sau 39 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Crystal Palace. Chelsea được cho là đang muốn đem về một hậu vệ trái, với Ben Chilwell là cái tên đã nằm trong tầm ngắm từ lâu. Trước đó, các nguồn tin ở Anh cho hay Leicester định giá Ben Chilwell 80 triệu bảng, ngang bằng với hợp đồng kỷ lục dành cho một hậu vệ là Harry Maguire. Tuy nhiên, thông tin mới nhất từ tờ Mirror cho biết được chủ sân King Power đang đòi hỏi con số cao hơn cả mốc này, qua đó muốn biến Ben Chilwell trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới. Với việc liên tục bị hét giá, Chelsea sẽ phải cân nhắc có nên tiếp tục theo đuổi anh hay không. Ben Chilwell hiện đang được đánh giá là một trong những hậu vệ trái hàng đầu của Premier League. Mùa giải này, anh đã có 33 lần ra sân cho Leicester City trên mọi đấu trường, ghi được 3 bàn thắng và 4 kiến tạo. Do bày cáo đã bị đánh bật khỏi top 4 Premier League và mất tấm vé dự Champions League mùa tới, đây được xem như là lý do khiến Ben Chilwell đang cân nhắc việc rời King Power ở kỳ chuyển hè năm nay. Theo truyền thông Anh, 4 câu lạc bộ là Man City, Man United, Chelsea và Wolverhampton có thể lỡ 2 tuần đầu Premier League 2020-2021. Premier League mùa giải mới sẽ bắt đầu vào ngày 12 tháng 9. Tuy nhiên, trận chung kết Champions League kết thúc vào ngày 23 tháng 8, còn chung kết Europa League dự kiến diễn ra vào ngày 21 tháng 8. Điều này đồng nghĩa với việc đội bóng nào mà đến trận đấu cuối cùng của hai giải đấu giành giá nhất châu Âu sẽ không thể trở lại ngay lập tức, mà chỉ có thể quay trở lại vào ngày 22 tháng 9. Như vậy, đội bóng đó sẽ không thể tham dự hai tuần đầu Premier League mùa giải mới. Điều này có nghĩa nếu Man United và Wolverhampton chạm trán nhau ở chung kết Europa League thì họ sẽ không kịp thi đấu Premier League cho đến ngày 20 tháng 9. Tương tự là trường hợp của Man City và Chelsea tại Champions League nếu như có một đội lọt vào trận đấu cuối cùng. Ngay sau khi Serie A mùa giải 2019-2020 kết thúc, ban tổ chức đã có một cuộc họp để bàn về kế hoạch tổ chức mùa giải mới. Theo đó, mùa giải 2020-2021 sẽ khởi tranh từ ngày 19 tháng 9 và kết thúc vào ngày 23 tháng 5 năm sau. Như vậy, so với kế hoạch ban đầu, vòng khai mạc Serie A 2020-2021 sẽ diễn ra chậm hơn một tuần. Giải đấu số 1 nước Ý mà sẽ có kỳ nghỉ đông ngắn ngày kéo dài từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 3 tháng Giêng, sẽ có khoảng 5 vòng đấu được tổ chức vào giữa tuần. Khác với Premier League, thị trường chuyển nhượng ở Serie A sẽ mở cửa vào ngày 1 tháng 9 và đóng cửa vào ngày 5 tháng 10. Như vậy, ở mùa giải tới, trong top 5 giải đấu lớn hàng đầu châu Âu, Lyon là giải đấu bắt đầu sớm nhất vào ngày 22 tháng 8, tiếp đến là Ngoại hạng Anh và La Liga cùng ngày 12 tháng 9. Sau đó một tuần, Serie A và Bundesliga mới chính thức mở cửa. Vì dính chấn thương khá nặng, Memphis Depay sẽ phải ngồi ngoài từ giữa tháng 12 năm ngoái. Sự vắng mặt của tiền đạo người Hà Lan khiến Lyon chỉ giành được vị trí thứ 7 tại Lyon mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, ở đấu trường Champions League, Lyon đã có lợi thế trong việc giành vé vào tứ kết sau khi đã thắng được Juventus 1-0 ở trận lượt đi. Memphis Depay đã hoàn toàn lấy lại được thế lực sung mãn và đã sẵn sàng cho trận đấu lượt về. Phát biểu trên trang chủ của UEFA, anh cho biết: "Với thi đấu thử thách mới Champions League, chúng tôi nghĩ là chúng tôi có thể tiến sâu. Bất cứ đội bóng nào cũng có thể trở thành nhà vô địch cả. Juventus có một số cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, nhưng ngược lại, chúng ta sở hữu được nhiều cầu thủ trẻ, những người vốn ít có kinh nghiệm ở một giải đấu lớn như Champions League. Tuy nhiên, chúng tôi lại đang có tinh thần cực cao và chắc chắn không hề run sợ trước Juventus."